Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi thử game OMG loạn đấu bản nước ngoài. Nhìn chung game có đồ họa chibi khá dễ thương. Và sắp tới sẽ được nhà phát hành VK Game mua bản quyền và phát hành bản tiếng Việt tại Việt Nam. Đây thực sự là một game khá đáng mong đợi trong tháng 4 này. Game sẽ gồm 6 nhân vật, mỗi nhân vật đều sở hữu thuộc tính khác nhau. Theo như lộ trình công bố của nhà phát hành thì 7 tháng 4 game sẽ ra bản alpha test và 8 tháng 4 sẽ open beta bản chính thức.